Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Đấu La Đại Lục phần thứ 3 Long Vương Truyền Thuyết tập 2 anh em nhé. Mai tới khi ra khỏi cổng Hồng Sơn Học Viện, Đường Vũ Lân vẫn là còn đờ đẫn. Với tư cách là có được vũ hồn, lại có đường cả hồn lực nên nó được xếp vào lớp hồn sư. Trong một học viện sơ đẳng, lớp hồn sư chỉ là lớp trọng điểm. Đầu của nó phình ra trong người nóng hực, giống như là cái năng lượng bạo lực kia ban nãy vẫn còn chưa tán hết. Đường Vũ Lân lúc này thấy hơi chóng mặt. Con trai con chính là ngàn người mới tìm được một đó. Giọng nói hiền hòa của Đường Tự Nhiên lúc này đánh thức Đường Vũ Lân từ bên trong u ám. Nó ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, nhìn đôi mắt hiền hòa yêu thương của phụ thân. Phụ thân, Lam Ngân Thảo không phải là phế vũ hồn sao? Đường Tự Nhiên lúc này nghiêm túc nói, phế vũ hồn thì sao, con có biết, có được hồn lực chính là ngàn người mới có một người. Một phế vũ hồn mà còn có được hồn lực, đó chẳng phải là càng hiếm quý hay sao? Nên con của ta là độc nhất vô nhị. Phụ thân không phải đã kể cho con nghe chuyện Đường Tam tổ sư khai sáng đường môn sao? Ngày ấy cũng chỉ là Lam Ngân Thảo vũ hồn mà thôi. Nhà của Đường Phụ Lân ở khu bình dân của Ngạo Lai Thành. Phụ thân Đường Tự Nhiên là một người sửa chữa cơ giáp, chuyên sửa chữa linh kiện cơ giáp hồn đạo đơn giản. Vì tay nghề chỉ bình thường nên chỉ kiếm được đủ tiền để sống qua ngày. Mẫu thân Lang Nguyệt chính là bà chủ gia đình, một tay nuôi lớn Đường Vũ Lân nấu ăn rất ngon. Một phòng khách mười mấy mét vuông, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ chưa tới 10 mét vuông chính là căn nhà của nó. Con trai đã về rồi, đói bụng hay không? Mẫu thân nấu cơm cho con rồi. Lang Nguyệt lúc này không thể gọi là rất đẹp, thế nhưng thủy mị mà dịu dàng, ngồi xổm xuống mỉm cười ôm lấy Tiểu Vũ Lân. Mẫu thân, con không đói, con hơi mệt, con muốn ngủ một chút. Đường Vũ Lân ôm cổ của mẹ rồi nhanh chân chạy về phía phòng của mình. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, Lang Nguyệt nhìn trượng phu khẽ nói, thằng bé này từ nhỏ đã muốn trở thành hồn sư, làm hồn sư đâu có dễ dàng như vậy, chúng ta phải an ủi nó. Đường Tự Nhiên đi tới cái bàn ăn nhỏ ngồi xuống, cơm trưa có rau xào, sườn hầm, rau trộn và canh, ba món mặn một món canh, thế là đã rất là phong phú đối với Đường gia. Nó có hồn lực cộng sinh thế nhưng mà ta thả rằng nó không có. Đường Tự Nhiên lúc này thở dài, Lang Nguyệt lúc này kinh ngạc đổi ngồi xuống bên cạnh trượng phu. Nói gì kia, Vũ Lân có hồn lực, vậy không phải nói nó thật sự là có thể trở thành hồn sư. Đường Tự Nhiên cười khổ, đâu có dễ vậy, vũ hồn của nó chính là Lam Ngân Thảo, thiên thiên hồn lực cấp 3, muốn trở thành hồn sư nó dễ vậy sao? Vì có hồn lực nên sẽ được phân vào lớp hồn sư, ta sợ nó không theo nổi. Lang Nguyệt lúc này ngẩn người, hiểu ngay ý của trượng phu, vậy Vũ Lân nó... Đường Tự Nhiên nói, nó bị đả kích, suốt đường về không nói lời nào cả. Thế nhưng mà con trai nhà chúng ta, trong quá trình lớn lên thế nào cũng gặp phải khó khăn, để cho nó yên tĩnh là được. Lang Nguyệt lo lắng nhìn phía phòng của con trai, thở dài, bới cơm cho trượng phu, ăn cơm trước đi, chúng ta từ từ dỗ nó. Vũ Lân từ nhỏ đã rất nghe lời, không được, chúng ta phải chuyển cho nó vào lớp bình thường. Ừ, vợ chồng Đường Tự Nhiên không biết Đường Phụ Lân không phải là vì đả kích nên không ăn cơm trưa, mà nó đang thật sự buồn ngủ. Vừa vào trong phòng nó đã ngay xuống mặt giường ngủ liệt thiếp đi. Không lâu sau đó, cả người của Đường Phụ Lân vặn vẹo, da đỏ bừng lên. Nếu bây giờ vợ chồng Đường Tự Nhiên có mặt ở đây, sẽ nhận ra nhiệt độ cơ thể của nó đang tăng nhanh kinh người. Làn da đỏ bừng dần dần trở nên trong suốt, những đường kinh mạch hiện ra mơ hồ là còn nhìn thấy cả máu đang chảy ở bên trong. Tốc độ máu chảy của nó hiện giờ rất là nhanh, ít nhất gấp 3 bình thường. Ở trán đường vân vàng lại hiện ra, vẫn là dạng ô lưới kéo dài từ đầu xuống dưới chân, sau đó lại kéo ngược trở lên. Cứ lên xuống như thế 3 lần, đường vân vàng kia mới biến mất, xương cốt của Đường Phụ Lân có biến đổi nho nhỏ, sau đó lại trở về bình thường. Nhiệt độ cơ thể cũng đã dần dần hạ xuống bình thường, nó ngủ càng say. Trong lúc ngủ mơ, Đường Phụ Lân thấy mình đi tới một mảnh đại thảo nguyên đầy Lam Ngân Thảo. Bầu trời có màu vàng, hình như là có một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nó chỉ tới kịp nhìn thấy cái miệng to tướng màu vàng, rồi thấy mình bị nuốt vào bên trong một thế giới vô biên màu vàng. Nó hét to ngồi bật dậy, Đường Phụ Lân cảm thấy cả người nó dính dính toàn là mồ hôi nhơm nhớp, rất là khó chịu. Nhà không giàu làm nó sớm hiểu chuyện hơn bạn bè vừa lứa, nên nó không gọi cha mẹ mà tự cởi quần áo chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Nó kinh ngạc nhìn thấy người nó tuy đầy mồ hôi, thế nhưng lại có một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng sau khi tắm xong thì mùi thơm đó cũng đã biến mất. Ồ, Lân Lân đâu? Giọng của Lang Nguyệt vang lên bên ngoài. Mẫu thân con ở trong này còn đang tắm. Đường Phụ Lân chỉ mặc cái quần lót từ phòng vệ sinh chạy ra. Lang Nguyệt trách con, nhanh đi mặc quần áo đừng để cảm lạnh. Bà khẽ nắn cái mặt trắng trẻo mềm mại của con, đẩy nó vào bên trong phòng. Đóng kín cửa phòng, Lang Nguyệt lẩm bẩm, da thằng nhóc này vừa mềm vừa êm, làm mẹ nó mà còn thấy ghen. Đường Phụ Lân lúc này thay đồ bên xong đi xa, mới biết ngoài trời đã tối, mình đã ngủ suốt một buổi chiều. Đường Tự Nhiên lúc này hôm nay đã xin nghỉ nên đang ở nhà, với Đường Phụ Lân lại, con trai tới đây. Đường Phụ Lân tới ngồi cạnh phụ thân, Đường Tự Nhiên vừa định nói đang nghe thấy bụng của Đường Phụ Lân réo lên vì đói, phì phì cười. Đường Phụ Lân lúc này cười hì rồi nói, mẫu thân, cơm ăn được chưa, con đói.
Ăn đi, Lăng Nguyệt lúc này bới cho nó chén cơm, trừng mắt với trượng phu ý bảo để thằng bé ăn xong sẽ nói. Lúc mà Đường Phụ Lân sờ bát sao lần thứ tư, Đường Tự Nhiên và Lăng Nguyệt đều kinh hãi, dù không ăn cơm trưa cũng đâu ăn nhiều tới như vậy. Mẫu thân ngon quá, cho con thêm chén nữa. Đường Tự Nhiên và Lăng Nguyệt không được ăn no, vì hầu như tất cả đồ ăn trên bàn đều đã trôi vào trong bụng của con trai, thế mà Đường Phụ Lân vẫn còn có vẻ chưa đủ. Con trai đây gọi là hóa bi phẫn thành ăn uống trong truyền thuyết hả? Lúc mà miệng đồ ăn cuối cùng ở trong chén trôi vào trong bụng của Đường Phụ Lân, bị Lăng Nguyệt nghiêm túc cản lại không cho ăn tiếp nữa, Đường Tự Nhiên không nhịn nổi mà bật hỏi. Đường Phụ Lân nghi hoặc nhìn phụ thân, sao con lại bị phẫn? Đường Tự Nhiên nói, con trai, phụ thân đang muốn hỏi con muốn vào lớp hồn sư hay là muốn phụ thân giúp con chuyển sang lớp thường? Đường Phụ Lân đáp, đương nhiên là muốn vào lớp hồn sư, con muốn trở thành hồn sư mà. Đường Tự Nhiên nghiêm mặt rồi nói, vuôn của con chỉ là Lam Ngân Thảo. Tuy trong truyền thuyết có câu chuyện về tổ tiên khai sáng đường môn, thế nhưng mà Lam Ngân Thảo chỉ là một loại vũ hồn tầm thường, tu luyện sẽ rất là khó khăn, con sẽ gặp rất nhiều vất vả, con thật sự là vẫn muốn đi con đường đó. Vâng, con muốn trở thành hồn sư. Nếu con thành hồn sư, con sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mua được rất nhiều đồ ăn ngon và đồ đạc cho phụ thân mẫu thân. Câu trả lời của Đường Vũ Lân lúc này đầy tính trẻ con, làm cho mắt của Lam Nguyệt ửng đỏ. Thằng bé này từ nhỏ đã biết nghe lời hiểu chuyện. Tốt rồi, Đường Tự Nhiên gật đầu, con đã quyết định phụ thân mẫu thân đều sẽ ủng hộ con, mà dù sau này con có hối hận, con cứ nói với phụ thân sẽ giúp con chuyển lớp. Con trai phải nhớ kỹ, phụ thân mẫu thân chưa bao giờ muốn bắt con phải thành long thành phượng, chỉ cần con sống vui vẻ sung sướng, chúng ta đã hài lòng rồi, trong lòng của chúng ta không có gì quan trọng bằng con có hiểu hay không? Đường Phụ Lân cười hì rồi nói, hiện giờ con cũng rất là vui mà. Ngoài ăn nhiều, Đường Phụ Lân còn thêm ngủ nhiều, ăn xong là nó ngủ đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, nó đã bị phụ thân kêu dậy, hôm nay là ngày nhập học, chính thức được vào Hồng Sơn Học Viện, còn là lớp hồn sư bắt đầu kiếm sống học hành ít nhất là 9 năm. Theo quy định của Nhật Nguyệt Liên bang, học viên sơ đẳng và trung đẳng đều là giáo dục bắt buộc miễn phí, trong đó học viên sơ đẳng học 3 năm, học viên trung đẳng học 6 năm. Muốn lên học viên cao đẳng có mấy cách, hoặc có thành tích thi ưu tú, hoặc trả học phí cao để vào, hoặc cũng có thể vào những học viên chuyên khoa để học nghề. Đường Tự Nhiên đưa Đường Vũ Lân tới cửa học viện mới giờ đi, học viên cách nhà rất là gần, ông dặn con sau khi tan học là phải về nhà xong thì đi làm. Lớp hồn sư có lão sư riêng đứng ngay ở cửa học viện để tiếp đón học trò, đãi ngộ rõ ràng tốt hơn hẳn là lớp phổ thông. Lớp phổ thông chỉ học những kiến thức văn hóa bình thường, còn lớp hồn sư chỉ học những cái đó, còn đường dạy cách trở thành một hồn sư, chuyên cho chúng kiến thức về hồn sư, chuẩn bị chỉ thương cho chúng vào viện trung đẳng. Lần này lớp hồn sư chỉ có 15 đệ tử, những đứa trẻ có vốn thức tỉnh cộng sinh hồn lực kia quá ít, trong một cái thành nhỏ này thì càng ít, nhiều đây coi như là nhiều rồi. Này, vốn của người là cái gì vậy? Một thằng bé mập mạp không cao tới hỏi Đường Phụ Lân, tất cả đều là trẻ con, đứa nào cũng đầy tò mò với kiếp sống tương lai của hồn sư. Đường Phụ Lân lúc này kiêu ngạo trả lời, là Lam Ngân Thảo giống với tổ sư khai sáng đường môn, tay phải nó khẽ vẫy, trong lòng bàn tay hiện ra Lam Quang, một nhúm Lam Ngân Thảo từ bên trong lòng bàn tay chui ra, đó không nhận ra Lam Ngân Thảo hôm nay hơi khác lạ hôm qua, mơ hồ là có một tia màu vàng nhàn nhạt, vì nó quá nhạt nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Dẹp, mập mạp khinh bỉ, Lam Ngân Thảo phế vụn thôi, nói xong, quay đầu muốn đi. Đường Phụ Lân không phục, vậy còn ngươi, vụn của ngươi là cái gì? Mập mạp hừ một tiếng, tay phải vung lên, một luồng hàng quang sáng lên, một thanh đoản đao xuất hiện trên tay của nó. Nhìn thấy chưa, vụn của ta chỉ là đao, sau này nếu như mà ta tu luyện tới phong hào đô la sẽ được gọi là đao thần đô la, tiên thiên hồn lực là cấp 5, mấy cây Lam Ngân Thảo đó của ngươi ta chỉ phẩy tay một cái là chém tan nát. Nhìn đao nhỏ trong tay người ta, lại nhìn Lam Ngân Thảo trong lòng bàn tay của mình, Đường Phụ Lân đột nhiên nhớ lại lời tối qua phụ thân đã nói, muốn tu luyện Lam Ngân Thảo thành hồn sư thực sự khó lắm sao? Các học sinh khác cũng biểu diễn vũ hồn của bản thân, mỗi người có được một đặc điểm riêng, thế nhưng cái này cũng giống như là so với nhiều Lam Ngân Thảo của nó. Cũng bởi vì vũ hồn của nó là Lam Ngân Thảo, nên đám học sinh dù chia thành nhiều top, nhưng không ai tới làm bạn với nó. Ta nhất định là sẽ trở thành hồn sư, Đường Phụ Lân nắm chặt nắm đấm. Chào mọi người, ta là giáo viên chủ nhiệm Lâm Tích Mộng của các ngươi. Trong 3 năm tới, ta sẽ dạy cho các ngươi mọi kiến thức quan trọng có liên quan tới hồn sư. Nào, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Nói tên, vũ hồn và đẳng cấp tiên thiên hồn lực. Học cho chỉ là 15 người, nên thời gian giới thiệu rất là nhanh. Lúc mà Lâm Tích Mộng nghe thấy Đường Phụ Lân giới thiệu vũ hồn của mình là Lam Ngân Thảo, thì không khỏi kinh ngạc. Những học sinh còn lại đều cười vang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Phụ Lân đỏ bừng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Phụ thân đây chỉ là cái người gọi là khó khăn đó hả? Lâm Tích Mộng lúc này nhanh chóng trở lại sắc mặt bình thường mỉm cười. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, lão sư sẽ giới thiệu về phân loại vũ hồn. Buổi chiều phụ đạo các người bắt đầu tập minh tưởng. Minh tưởng là cách thức duy nhất giúp các người rèn luyện và tăng cường hồn lực. Muốn trở thành hồn sư các người đều phải cố gắng.
Ai cũng biết trong thế giới của chúng ta, ai cũng có vuông của bản thân. Vuông tới 6 tuổi thức tỉnh có thể là bất kỳ cái gì. Những người có hồn lực cộng sinh có thể thông qua tu luyện trở thành hồn sư, cũng chính là các người đó. Như vậy, vuông phân loại như thế nào? Đầu tiên, vuông chia làm hai cái chính là khí vũ hồn và thú vũ hồn. Trong đó, vũ hồn dùng sinh mạng thể hiện ra, gọi là thú vũ hồn. Nếu không phải sinh mạng thể hiện ra sẽ là khí vũ hồn, thông qua tu luyện hồn lực để đề thăng vũ hồn, tới khi đẳng cấp hồn lực đột phá cấp 10 là trở thành hồn sư. Hồn sư cũng có hai loại là chiến hồn sư và khí hồn sư. Người công chiến đấu là mục đích tu luyện vũ hồn là chiến hồn sư, người không dùng chiến đấu để tu luyện vũ hồn là khí hồn sư. Song chiến hồn sư hay là khí hồn sư thì cũng đều được chia làm nhiều loại nhỏ. Nghe Lâm Tích Mộng giảng giải, sự phẫn uất ở trong lòng của Đường Vũ Lân dần biến mất. Từ nhỏ nó đã rất là tò mò về nghề hồn sư rồi, nên những kiến thức này chẳng khác gì một cánh cửa mới lạ, mở ra một thế giới đẹp đẽ. Lúc mà rời khỏi Hồng Sơn Học Viện, Đường Vô Lân rất là không vui. Chuyện không vui từ khi sinh ra tới giờ cũng không nhiều bằng ngày hôm nay, làm nó rất là phiền muộn. Nó sinh ra một trong gia đình bình dân, thế nhưng gia đình của nó vui vẻ hạnh phúc, cha mẹ tình cảm rất tốt, rất là yêu thương nó. Dù nó có phạm phải lỗi lầm cũng đều là ân cần dạy bảo. Hôm nay ở học viện lần đầu tiên nó được người ta biết tới cái gọi là khó khăn, bởi vì vũ hồn là làm ngân thảo nên các bạn học đều bài xích nó, ngay cả lão sư cũng không nhiệt tình với nó. Buổi chiều lúc dạy học sinh minh tưởng, thời gian lão sư dành để chỉ cho nó là ít nhất. Vuôn của ta thật sự không tốt tới vậy sao? Sự buồn sâu trên mặt của Đường Vũ Lân dần biến thành quật cường. Dù vuôn của ta không tốt, ta cũng nhất định là phải trở thành một hồn sư vĩ đại. Phụ thân từng nói, thành công là 99% cố gắng cộng với 1% thiên phú. Vuôn của ta không tốt, ta sẽ cực kỳ cố gắng. Tính của nó vốn phóng khoáng khi mà trong lòng đã nghĩ không suốt, sự buồn bực cũng đã tự nhiên biến mất. Thế nhưng mà hình như thấy đói bụng, Đường Vũ Lân lúc này khó hiểu vuốt bụng. Ở học viện học sinh đều được ăn cơm trưa, còn không giới hạn muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Học sinh của lớp hồn sư còn được ăn nhiều ăn ngon hơn học sinh các lớp bình thường. Đường Vũ Lân ăn rất nhiều, được đặc biệt danh là thùng cơm, vì nó ăn bằng một nửa của tổng cộng 10 người bạn học cộng lại, còn hơn cả một người trưởng thành. Trước kia tuy nó ăn rất là tốt, thế nhưng chưa bao giờ ăn nhiều tới như vậy. Bây giờ mới tới chiều mà sao đã lại thấy đói bụng rồi. Về nhà tìm xem có cái gì ăn ngon hay không. Đường Vũ Lân vừa nghĩ tới ăn, mắt liền sáng lên lấp lánh. Đang đi, một người nhỏ bé ven đường đột nhiên thu sự chú ý của nó. Ánh nắng chiều thì không gay gắt mà bằng buổi trưa, nhưng hôm nay thời tiết tốt nên ánh nắng vẫn còn khá nóng. Thu hút ánh mắt của Đường Vũ Lân chính là vầng màu bạc dưới ánh trăng. Có một cô bé con ngồi nhỏ ven đường, trông còn nhỏ hơn nó một chút. Cô bé có một mái tóc ngắn màu bạc, ánh mặt trời chiếu xuống màu tóc hiếm thấy của cô bé, làm nó sáng lên như là phản quang vậy. Hình như cảm thấy được cái gì đó, cô bé ngẩng đầu lên nhìn nó. Mặt bé là rất bẩn, quần áo cũ kỹ rách dưới, cứ như là một bé ăn mày vậy. Ngoài mái tóc màu bạc đặc biệt, cô bé còn có một đôi mắt không giống người bình thường. Mắt bé rất to, hai đồng tử như là hai khối thủy tinh trong suốt. Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy bóng nó phản chiếu ở trong mắt của cô bé. Lông mi rất dài, tự nhiên cong vút. Đường Vũ Lân biết rằng mình nhìn rất là đẹp, nên tự nhiên cũng sinh ra cảm giác với người bạn cùng lứa tuổi có mắt to kia. Theo bản năng nó dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, cô bé nhìn thẳng vào mắt của nó, trong đôi mắt đó hiện ra là vẻ khó hiểu. Bé con, phụ mẫu đâu rồi? Có mấy thiếu niên sáng vẻ lưu manh cũng đã bị mái tóc bạc thu hút ánh mắt, đi tới gần cô bé. Cô bé cúi đầu xuống, mấy thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, một đứa nói, tóc màu bạc này hiếm thấy lắm đó, coi chừng là người dị tộc từ hai đại lục kia tới, chắc là chợ đêm dưới mặt đất rất là thích nó lắm đó. Ôi, mắt của nó có màu tím kìa. Mấy thiếu niên còn lại ánh mắt lóe ra tham lam đều gật đầu. Thiếu niên nói chuyện ngồi xổm xuống, "Này tiểu muội muội, người nhà em đâu?" Cô bé cúi đầu lắc lắc không nói chuyện. Thiếu niên cười híp mắt, "Bé có đói bụng hay không? Ca ca dẫn người đi ăn nhé, chịu hay không?" Cô bé lại lắc đầu, lần này lắc mạnh hơn. Thiếu niên nháy mắt đó với đồng bọn, vươn tay kéo tay cô bé đứng dậy. Đám còn lại vây quanh ngăn cản không cho người ta nhìn thấy.